xin chào cả bạn quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với mini game, mini world. Và đây là Noob. Xin chào. Đằng xa xa là Kiều nha. À, đối thủ của chúng ta, đối thủ truyền kiếp đó là Kiều. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái cuộc chiến. Một cái mini game rất là hay Kiều ạ. Đó là cuộc chiến ong và gà, ong bắp cày và gà. Đấy. Kiều là ong rồi. Đúng rồi, Kiều là ong chuyên đi đốt, còn Núp là gà chuyên đi bị thịt. Đây, ngày hôm nay chúng ta sẽ có cuộc chiến, thế nên là 5 round đấu nhé Kiều nhá. 5 round đấu. Được, Kiều thả 3 con rồi. Kiều thích thả bao nhiêu thì thả, chúng ta cần gà thì bảo thả ok cái mở ra là bắt đầu chiến rồi. Bắt đầu nhá. 3, 2, 1, rồi thả gà, mình sẽ thả gà trước rồi. Bắt đầu chuẩn bị mở cửa này, mình có, chúng ta có kiếm đây mà. Ui, Kiều làm ong quá. Đó, mình phải thả. Bao giờ đến tầm giây thứ 30 đi. Các bạn, giây thứ 30 thì chắc mình mới bắt đầu mở cửa cho chúng nó chiến nhau. Ui ôi. Ôi, đây là tài lãnh đạo à. Kiểu như là ui ôi, mình sẽ thả nhiều, chuẩn bị này. Rồi mình sẽ để tầm 10 giây cuối. Mở chết. Ui chết rồi, nhấc hết đống gà của mình lên rồi. What? Mấy con gà này, giết gà. Rồi bắt đầu. Ui. Rồi mình chết rồi, mạng rồi. Ui. Nào giết. Ui, ong cũng đông quá các bạn ơi. Rồi mình được bao nhiêu, cố lên. À, nhiều quá. Ui, mình 29 điểm rồi. Kiều không giết gà đi. Ui. Giết gà mới lấy điểm. Rồi. Trời ơi, lúc phải giết ong mình mới lấy được điểm này. Lúc 43 điểm rồi, Kiều vẫn chưa giết được con gà nào ư? Yes. Rồi. Yeah. Núp 49. Ui, núp giết được 50 con các bạn ơi. Wow, tiếp tục nhá, tiếp tục. Cả con của núp giúp núp đỡ đấy, không phải mốt của mình giết được tận đấy đâu. Rồi, tiếp đến nhá. Rồi, này thả này. Thả, rồi gà của chúng ta. Hai con này là đều bằng nhau các bạn ạ. Cái phần để có cơ hội giành chiến thắng cho chúng ta đó là cái phần mình phải tiêu diệt, mình phải dùng kiếm để tiêu diệt quân địch. Trời ơi, bên ong kia sao lại bốc lửa ấy kia? Biết đâu sao nó bốc lửa rồi. Hay là tự đốt nhau nhỉ? Ôi mở luôn này. Ôi mình không sợ luôn các bạn. Rồi mình sẽ thả ra chúng nó đánh nhau. Đấy. Bạn ong bắt đầu nó bâu vào mình rồi. Ôi. Ui. Kinh thế. Trời ơi. Dùng kiếm để tiêu diệt bọn này. Yes. Trời ơi. Quá đông thế. Trời ơi. Quá đông luôn. Ui. Ui. Rồi, núp được 30 điểm rồi, Kiều chưa giết được con ạ. Ui, 33 điểm rồi, Kiều 19 rồi. 36 rồi, 38 rồi. Ui. Wow, trời ơi, nhiều chưa. 43 rồi. Ôi, no. Rồi, luôn, mình chiến thắng luôn các bạn ơi. Mình chiến thắng luôn kìa. Rồi, tiếp tục, bây giờ mình sẽ đổi nhá. Bây giờ sẽ đổi... hai trận này mình gà rồi, bây giờ mình sẽ đổi cho Kiều sang ba trận đi, xong rồi hai trận còn lại mình sẽ đổi cho Kiều sang ong, từ ong sang gà, ok không? À mà thôi, đổi luôn đi, đổi luôn cho Kiều sang đội lam, còn mình đội đỏ rồi. Ok, mình đội lam chứ Kiều đội đỏ mới phải. Rồi Kiều sẽ được sử dụng gà nhá. Ôi. Bắt đầu. Tự. Đừng gạt vội, Kiều sẽ không gạt. Sơn núp ở bên này. What? Sơn núp rồi. Đây rồi, ok. Núp sẽ thả ong. Ong bắp cày của núp. À trời ơi. Nào, Kiều là người gạt cần nhá, thế nên là cố gắng gạt đi. Trời ơi, núp sẽ thả thật là nhiều. Wow. Kiều sẽ thả thật nhiều. Núp sẽ thả thật là nhiều các bạn ơi. Đó, trời ơi. Đấy. Để công bằng, thế nên là mình với cả Kiều phải đổi đổi phe cho nhau. Bắt đầu chiến. Trời ơi, chiến đi. Giết gà đi. Ôi, gà này, thấy chưa? Ui, gà của mình lên 10. Wow. Nào, làm sao? 21 rồi, 25 rồi. Ui, 27 rồi. Ui. 37 rồi. Rồi luôn. Có khi nào mình hạ knock out Kiều bạn hẳn 5 round đấu nhỉ? Ui, 45 rồi. Không thể được. Úi rồi. Yes. Nhanh thế. Trời ơi. Đó. Tiếp nào. Tiếp. Tiếp tục. Đó. Trời ơi, mình sẽ đổi Kiều sẽ sang đội đỏ này. Mình sẽ sang đội lam. Đó. Trời ơi. Rồi. Chúng ta bắt đầu.
Thế thì mình Kiều sẽ bay sang đây à? Đó. Ôi chết, thả nhầm lộ từ đã. Thì thả con đấy nó mới đánh mình mới đổi phép được chứ. À ừ nhỉ. Rồi, ok. Rồi bắt đầu thả ong. Mình sẽ thả thật là nhiều ong ở đây. Cố gắng thả thật là nhiều ong bạn. Chỗ con này hấu chiến lắm ấy. Đây là round đấu thứ tư các bạn nha. Mình chiến thắng 3 round đấu rồi. Trời ơi, hạ nốc ao kiểu 5 round đấu hơi gắt nhở. Thả. Rồi hết rồi đấy, kêu mở đi. Nốt tả hết đống ong rồi đấy. Còn ong này đang ong bắp cày các bạn. Ui, xem cái mông của nó là nhọn hoắt đây. Mở chiến. Mình sẽ hộ tiêu diệt. Rồi 4 luôn. Ui mình đấy đấy được 4 điểm luôn. Wow, 10 điểm luôn. Làm sao đống ong này. Cái đống ong này sao riêng của tao. Yes, mình 28 kìa. Nhanh nè. Cái mini game này. Mini game này chỉ có 1 phút thôi. Thế nên là rồi tiếp tục. Sao kết quả đặc biệt. Vẫn còn một round đấu lấy danh dự nữa mà. Kêu vào đi. Rồi lần này núp sẽ là gà rồi. Kiều là ong đây. Kiều thả gà. Trời ơi, Kiều giết nó đi sao lại thả gà. Trời ơi luôn. Kiều thả ong ra để chúng nó hộ kìa. Rồi ok, mình sẽ thả hết đống. Mình sẽ thả hết đống gà ra ra. Kiều lại chết. Rồi còn mỗi con gà bên Kiều thôi. Rồi mình sẽ thả nhiều. Để Kiều thả đã. Chưa được đâu. Rồi ok, núp thả xong rồi đấy. Chưa được đâu. Đội quân gà của mình tháo chiến lắm. Ui, thế thì còn 15 giây là núp mở nhá. Trời ơi, sợ 15 giây chúng nó không chiến đấu được. Được, 15 giây thả được. Rồi, chuẩn bị mở. Bum. Chiến, trời ơi. Chiến. Ui, ong, ui. Ui. Wow, trời ơi. Trận này có vẻ cân kèo này nhưng mà. Cố lên nào, ui, con của Kiều lên được 15 luôn ạ. Ui, chết rồi, trận này Kiều thắng rồi. Wow. Cuối cùng cứu được bản danh dự các bạn. Rồi, ok, chúng ta tiếp đến với mini game thứ hai các bạn ơi. Mini game có tên là cuộc chiến đầu bếp. Cuộc chiến đầu bếp nhá. Rồi, chúng ta đến với mini game thứ hai đây. Và lúc sẽ bắt đầu. Đây, ở đây có những cái vật phẩm này. Trời ơi. Giáo đá rồi. Cái này là cái chảo mà. Súng này, rất là nhiều đồ. Đấy, pháo ngút trời này. Thế nên là cố gắng là tiêu diệt nha. Đâu rồi? Và đây có rất là nhiều chỗ nấp. Bắt đầu. Yo, cứu đâu. Mình phải lên đạn trước. Cứu đâu đây? Chúng ta sẽ có 5 phút để tiêu diệt đối phương thôi. Nhưng mà mình không thấy cứu ở đâu. Ui. Hay lắm. Trời ơi. Cứu. Cái này nó sẽ sợ. Nào. Đâu có cứu đâu. Đây này. Ăn mấy cái mũi tên chưa? Mình chưa lên đạn. Ui cái cung này lợi quá. Ui, wow. Cung gì đây? Trời ơi, cung ánh sáng ấy. Ôi đang lên đạn. Ôi no. Wow. Ui, xin chết các bạn ơi. Trời ơi. Nào làm sao, cứu ngon ra đây. Ui. Cái này sẽ xuất hiện ngẫu nhiên, thế nên là mình không biết được đối phương xuất hiện ở đâu trước các bạn. Trời ơi chết rồi, súng này không lợi. Đá thế cứ bay này cho khó bắn. Rồi cứu đâu, cứu ở đâu nhở? Bên kia. Ui, vừa nhìn thấy xong. Để nhà mình thay đạn á. Bắt đầu bay. Ui trời ơi, súng máy rồi, chuyển sang súng máy nào. Kiều làm sao? Tôi đang thả đạn. Trời ơi. Ui nhìn mấy cái tia đạn kìa. Kiều kia rồi. Nào double kill luôn. Kiều đâu? Tôi hết đạn rồi. Ui, hai mũi tên mà không chết. Thôi. Rồi. Đấy súng máy ra. Rồi mình hết. Đâu rồi? Kiều đâu rồi?
Kìa chỗ nào ta? À trên kia, trên kia. Ui, ôi thầy đạn, thầy đạn, thầy đạn. Ô, nào, chết à? Chưa. Ô, đừng chết rồi, quay đi chứ. Chưa, lấy đâu. Ui. Rồi, pentakill luôn. Wow. Cái này nó thay đạn lâu tết nhờ. Trời ơi, đâu nhờ, kill đâu nhờ. À, 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 à. Đấy, thấy chưa, núp cũng thay đạn rất là lâu. Không sao. À, bên kia, bên kia, bên kia các bạn ơi. Ló cái chân ra. Ló cái chân ra. Ló cái chân ra. Ui, ui. Trời. Đâu. Rồi. Ui ui. Kìa vẫn không chết. What? Yeah, à, xịn nhà, xịn nhà. Xịn nhà, xịn nhà. Lần này biết tay núp. Rồi, để nha, mình sẽ bay lên đây. Tìm kiếm, à, kìa bên này. Kìa bên này. À, dưới, 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 dưới. Dưới, ui, bắn chuẩn chưa? Khổ ghê. Thiện xạ, thiện xạ. Thiện xạ, ui. Nào, thiện xạ ơi. Thiện xạ chưa rồi, thiện xạ thù rồi. Úi ôi, úi ôi, bay mà chạy đến đâu, đây súng ngắm nhá. Kiểu đâu, kiểu đâu. Ui. À. Ui. Ôi, chết, 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 chết. Ui, ui, ui. Ui. Cả hai người đều bắn xị. Ôi, chưa kịp nhìn nhá, bực ta. Ui, 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 ui. Chết rồi, chết rồi. Ui, đang đạn đạn. Ui, 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 ui. Đang đạn đạn. Ui. Rồi, núp gần chết luôn, núp còn 8 máu. Chết rồi, chết rồi. Kiểu đang đạn đạn. Úi dồi, 20 tên. Cái tên, cái cung này thay rất là nhanh các bạn. Ô, bắn, bắn hai cái mà không chết luôn. Rồi, ok. À, làm sao, làm sao. Rồi, còn 46 giây nữa. Mình cách kiểu tận 8 mạng cơ. Rồi, đâu, kiểu đâu. À, à, à. Làm sao. Ôi, mình cứ cái thay này thay đạn lâu thế à. Súng máy, cái súng máy thay đạn lâu cực luôn. Đấy. Kill đâu? Kill, kill. À ơi, bực quá. Tôi cứ muốn xuất hiện chưa kịp nạp đạn. Đấy. Không chơi nữa đấy, đứng giết đi, giết đi. Trời ơi, cái lợi ở cái map này đó là giết đi. Trời ơi, đánh giết đi, giết đi, giết đi. Kill đâu ấy? À, à. Xuất hiện, không cho, sống. Không cho nạp đạn thì sao chơi. Giết đi. Ơi, đấy này không giết được. Trời ơi, kiểu bay như thế lại còn khó giết hơn bình thường. Rồi. Trời ơi. Mệt quá. Mệt mấy kiểu quá, bay bay hoài, bay hoài, bắn mãi không trúng luôn. Ok thì có lẽ rằng là hai cái mini game for fun ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Đó, một mini game đó là cuộc chiến ong bắp cày và gà, và cuộc chiến đầu bếp là cái mini game thứ hai. Yes. Và nếu các bạn yêu thích hai mini game này thì đừng quên để lại một like cũng như comment ý kiến của bạn phía dưới nhá. Và đừng quên qua kênh của Kiều để ấn đăng ký. Và ấn đăng ký kênh của Núp. Xin chào, gặp lại. Bye bye. Bye bye. Bye bye, bye bye.